không có chỗ nằm luôn. Bé ọc bên này, bé ọc bên kia, riết rồi mẹ dời bé riết không có chỗ khác để nằm luôn. Cô Hà phải xuống đất nằm. Cô Hà phải xuống đất nằm. Xong rồi cái bụng rác thì đầy nhá. Sao vậy? Tại vì sao vậy? Tại vì tả của bé đầy vô trong đó đó. Mà mình chưa có đi dục rác gì hết trơn. Ôi trời ơi. Tại nghiệp dì Hà quá ha. Dì Hà chứ không phải cô Hà. Mẹ cứ nói lộn là gì? Mẹ cứ nói lộn là cô Hà hoài. Thế là dì Hà biết ha. Đúng không? Mình qua cái mẹ nói gì vậy? Dì Hà ơi thay tấm ra đi. Bé làm đầy hết rồi. Dì Hà ơi thay tấm ra đi. Nha. I love you. Ngày nào mình cũng học cái câu này hết. Bây giờ nói được I love you. I love you. I love you. I love you. Dạ, không biết. I love you. I love you. I love you. I love you. Rặn. Là một cái tịt cái. Mà nó đực cái người ta tưởng mình. Người ta biết mà ha. Đúng không? Ta biết mà. Mẹ nói chuyện dữ lắm. Biết nhiều chuyện lắm. Cứ ai nói chuyện với bé là bé theo thôi. Đúng không? Vậy cho mẹ đỡ cực. Đúng không? Liếc cái miệng nó giờ chót cái miệng nó thương nó sợ. Đúng rồi. Nó miệng nó ve dẫn nó nói mà miệng nó nói gì nó chửi.